Đồ Quốc Đức Hiền kính chào quý vị, lúc này đang là buổi sáng ngày 18 tháng 4 2019. Mới hôm qua hay hôm kia thì có một bác hỏi tôi là nhà có còn cái sập ba thành gỗ mun Angola mà 1m65 nhân với 2m17 hay không. Thưa bác thì đây vẫn đang còn một chiếc đây. Và chiếc này là giá của nó là 70 triệu nhưng mà từ cái đợt đầu năm đã thông báo giá khuyến mại là còn có 55 triệu. Bởi vì cái hàng to này là tiêu thụ chậm hơn hàng nhỏ. Trong đó thì cái hàng 1m25 thì là 45 triệu thì là có mấy cái bán hết ngay rồi. Lần này là đang không có. Mà một cái loại 1m25 thì đang còn gỗ gụ là 40 triệu và gỗ lim là 35 triệu một chiếc. Bởi vì cái ván mặt của nó là dày 2 phân và hàng thì rất là dày dặn chắc chắn đấy ạ. Xin nhắc lại lúc này là sáng ngày 18 tháng 4 2019. Mấy hôm nay thì trời Hà Nội mưa nhưng mà hôm nay sáng thì trông có mưa nhưng có khi ngày hôm nay lại là nắng to. Thế bên ngoài thì xưởng nó vẫn đang hoạt động, tiếng nó hơi ồn ào, các ông quý vị thật thông cảm. Bởi vì chúng tôi là vừa trực tiếp sản xuất mà vừa là bày bán luôn. Cho nên là cái chỗ làm và chỗ bày bán nó cũng liền nhau. Nó có ưu điểm là nó thuận cho cái việc mà vừa làm vừa bán thì các bác đến xem nó cũng tiện. Nhưng mà nó có nhược điểm là nó cũng bụi bặm và nó hơi ồn ào. Mong quý vị thật là thông cảm. Xin nhắc lại là cái này là kích thước 1m65 và dài là 2m17, đấy là kích thước phổ bì ạ. Và các cái đai này nó đều là 13 phân, dáng trường kỷ ở lưng là đục đủ tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho tứ quý bình an. Và ván mặt là dày 2 phân, hàng chúng tôi bảo hành luôn. Dù các quý vị không ngồi lên 100 người cũng không vấn đề gì cả, vô cùng bền vững. Và hàng này là tháo rời được ạ. Tức là hai cái tay này và lưng sau tháo, mặt tháo. Còn riêng cái chuồng dưới là gắn liền, cho nên cái này có thể là di chuyển thuận lợi dễ dàng. Có nhà bác nào mà lên tầng cao mà cầu thang bé quá thì cái này cũng phải cân nhắc ạ. Nhưng mà thường là cái này hay dùng để ở tầng 1. Thưa quý vị, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những clip sau. Đây là hình ảnh đang quay tại tầng 1 khu C của Đồ Gỗ Đức Hiền.